Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, sau một lần tạm hoãn, ngày 20 tháng 7, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã đưa vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, hay còn gọi là Thiềm Am bên bờ vũ trụ, ra xét xử sơ thẩm. Một điều gây chấn động tại phiên tòa là luật sư bào chữa cho bên bị hại lại đem một ví dụ hết sức nhạy cảm, xúc phạm đạo Công giáo một cách trực tiếp. Trên cộng đồng Thắc Mắc Công giáo, một bạn trẻ chia sẻ như sau. Trong phiên tòa xử Tịnh Thất Bồng Lai ngày 20 tháng 7 năm 2022, luật sư Âu Quang Phục, người được gọi là bảo vệ cho bị hại Trần Ngọc Thảo, tức ông Thích Nhật Từ, đã đặt một vấn đề với những người ở Tịnh Thất Bồng Lai trước mặt phiên tòa khiến ai nấy ngỡ ngàng. Nếu như bây giờ tôi nói Chúa ngu như bò thì các ông thấy sao? Luật sư Phục đưa ra câu hỏi này bởi trong đơn tố cáo của ông Thích Nhật Từ, ông cho rằng mình bị xúc phạm nghiêm trọng khi có thành viên Tịnh Thất Bồng Lai phát biểu rằng Thích Nhật Từ ngu như bò. Tức giận do bị so sánh với bò nên ông Thích Nhật Từ đã làm đơn khởi kiện, nói rằng mình bị xúc phạm danh dự cá nhân, rằng mình nhất định không thể là bò. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra mang tính đối chiếu của luật sư Phục khiến người ta ngỡ ngàng, thậm chí bật cười vì sự ngớ ngẩn và phải nói rõ là ngu xuẩn về trình độ nhận thức. Vì Chúa Giêsu dù được đặt ra ở bất kỳ vị trí nào cũng không hề liên quan gì với những người trong Tịnh Thất Bồng Lai. Nhưng cần nhớ, câu hỏi kém cỏi của luật sư Phục cũng có thể đáng bị đặt vào tình trạng bị khởi tố theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Điểm C, gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức chính trị, xã hội. Chuyện cố ý đưa Chúa Giêsu vào trong nội dung này là mang tính xúc phạm vô cớ, vì Chúa Giêsu không liên quan gì đến vụ án và không thể hiện bất kỳ sự suy luận kiến giải nào về việc so sánh ông Thích Nhật Từ với bò, ngoại trừ khi ông Thích Nhật Từ tự coi mình ngang hàng với Chúa, và đặc biệt ông muốn chứng minh mình hoàn toàn khác con bò. Cần thấy rằng giữa ông Thích Nhật Từ và con bò là hai thực thể khác biệt rõ ràng. Vấn đề là phía bị hại, ông Thích Nhật Từ cần phải xác định rằng con bò có những điểm xấu nào mà khi được so sánh thì thấy mình bị xúc phạm, kể cả chuyện ngu ở mức nào là được so sánh với bò. Ở một góc nhìn khác, việc so sánh người với vật là chuyện thường tình trong văn hóa dân gian. Ví dụ người ta vẫn so sánh, anh A làm việc chăm chỉ như một con ong, anh B suốt đời cặm cụi như con kiến, hoặc hắn làm việc cực như trâu. Dù thế nào, việc ông Thích Nhật Từ tức giận đâm đơn kiện có thể coi là vụ kiện đầu tiên trong lịch sử tòa án Việt Nam khi nguyên đơn bày tỏ bất đồng vì bị so sánh với thú vật. Trở lại câu hỏi của luật sư Âu Quang Phục, chắc chắn không ai ở phiên tòa xử Tịnh Thất Bồng Lai buồn nghĩ gì cả, vì câu chuyện này không liên quan tới vụ án. Cần nhắc lại, ông Thích Nhật Từ trong các bài giảng từng nhiều lần vô cớ công kích Chúa Giêsu và tín ngưỡng Công giáo, nhưng Công giáo Việt Nam chẳng thèm bận tâm, nhìn ông như một đứa trẻ con trò chọc tìm cách kiếm chuyện gây hấn. Lần này nữa, Công giáo Việt Nam chắc cũng phẩy tay khi luật sư của ông Thích Nhật Từ trình bày quan điểm so sánh tín ngưỡng như vậy ở phiên tòa, một kiểu trình bày rất bò. Sau khi lời lẽ xúc phạm này được tuôn ra, rất nhiều người đã bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ về hành động này. Một bạn có nick Facebook Hoa Nguyễn bày tỏ như sau: "Tôi không nghĩ câu nói này rơi ra từ cửa miệng của một người được coi là luật sư." Hiếu Giót Nguyễn, phiên tòa ngày 20 tháng 7 đã phơi bày nhiều điều gây bức xúc cho người theo dõi phiên tòa, đề nghị luật sư phía bị hại cần điều chỉnh lời nói xúc phạm tôn giáo khi so sánh Thích Nhật Từ, thân chủ của họ, với Thiên Chúa là đấng được tôn giáo thế giới thờ ngài. So sánh khập khiễng thân chủ của họ, Thích Nhật Từ, đại diện giáo hội Phật giáo, như Đức Phật là cách so sánh thiển cận, xúc phạm cả Phật giáo. Một câu hỏi xúc phạm cả hai tôn giáo cần được chủ tọa mời ra khỏi phiên tòa. Nếu chủ tọa cố tình phớt lờ và xem đó là một câu lỡ lời thì chủ tọa phải yêu cầu luật sư Âu Quang Phục này một sự xin lỗi ngay tại tòa. Dù chủ tọa phiên tòa cố tình gây khó dễ cho các luật sư bảo vệ thân chủ bị cáo khi không cho trình chiếu các bằng chứng bảo vệ bị cáo, thì theo quan sát của người dân chúng tôi, các luật sư của bị cáo đang làm đúng công việc bảo vệ bị hại là những bị cáo đang bị truy tố trước tòa, và các bị hại trước tòa đang tự tố cáo mình chính là bị cáo. Tôi khâm phục, kính trọng năm luật sư, chính quý vị cho chúng tôi niềm tin vào pháp luật và công lý. Nguyễn Kim Bản. Nam Mô A Di Đà Phật, không thể hỏi một câu vô đạo, nhất là nơi pháp đình như vậy. Chắc luật sư này không có đạo và không học đạo đức nghề nghiệp luật sư. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.